hỡi các con bé mọn, các con đã chiến thắng chúng, vì đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ thế gian này. Cho nên chúng ta biết rằng dầu chúng ta đang cảm thấy mình yếu hay cảm thấy mình mạnh, cảm thấy mình sung mãn hay là đang khô cạn, thì thật ra ở trong công thuyền của Hội Thánh, chúng ta đang được đưa đi và gìn giữ một cách bình an. Và sự đắc thắng của Hội Thánh đó là điều tất nhiên, là vì ngay từ đầu Chúa Giêsu đã nói với chúng ta rằng, đã nói với các môn đệ rằng các cửa âm phủ sẽ chẳng thắng được hội đó. Amen. Cho nên nếu chúng ta có thất bại là chúng ta thất bại trong cái đời sống riêng tư của chúng ta ở trước mặt Chúa mà thôi. Chúng ta thất bại là vì chúng ta đã lui đi, chúng ta thất bại là vì chúng ta bỏ cuộc. Nhưng mà Hội Thánh Đức Chúa Trời luôn luôn đắc thắng, và cái sự đắc thắng đó đã được định sẵn cho chúng ta. Cảm tạ Đức Chúa Trời vì Ngài đã ban cho chúng ta sự đắc thắng nhờ Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Cái sự đắc thắng đó nó nằm trong kế hoạch và chương trình của Đức Chúa Trời, trong sự tiên liệu và biết trước của Ngài. Nó không phải là một vở kịch, nhưng Ngài biết trước rằng không có thế lực nào có thể chống lại năng lực của Đức Chúa Trời. Chính vì thế mà Ngài sẵn sàng đưa chúng ta vào cái cuộc chiến này. Và nếu chúng ta cảm thấy rằng chúng ta yếu đuối, hoặc là có, thậm chí có nhiều người chúng ta cũng không biết rằng chúng ta đang ở giữa cái cuộc chiến thuộc linh, và cuộc chiến đó đã xảy ra, đang diễn tiến và còn tiếp tục. Không phải cơ đốc nhân nào cũng đang ở trong cái tình trạng mà tỉnh thức và canh phòng, đang ở trong cái tư thế của một người lính. Có những cơ đốc nhân dường như tự để cho cuộc đời mình nó trôi đi, mặc dầu mình nghĩ rằng mình đã tin Chúa và đã được cứu, mình nghĩ rằng mình có sự sống đời đời theo lời hứa của Đức Chúa Trời, nhưng mà cuộc đời mình nó cứ trôi đi, và không phải trôi đi một cách êm ả, nhưng mà đôi khi nó bồng dập. Có một câu hát mà ngày xưa tôi hay đùa vui là tính 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 tình tan tan tan, cuộc đời mình như củ khoai lang. Khi nước sông á mà nó chảy, tôi đã từng thấy trên cái sông Hàn có một cái củ khoai mà tôi ngồi tôi ngắm nó, dòng nước thì dập dềnh mà nó cứ trôi đi, đúng là không có một cái chủ định gì cả. Và tôi thấy rằng có rất nhiều cơ đốc nhân chúng ta đang ở trong cái tình trạng là như củ khoai lang mà trôi trên cái dòng sông như vậy, dập dềnh mà không biết nó đi tới đâu, không biết nó sẽ tấp vào cái bến bờ nào. Đó là một cái điều mà không nên tiếp tục tồn tại trong Hội Thánh của chúng ta. Và chúng ta thấy rằng một năm qua, từ khi đầu năm 2019, Hội Thánh chúng ta đã có những cái lời công bố, đúng không, rất là mạnh mẽ, là một năm đột phá, đặc biệt là đột phá về tài chính. Cái điều đó đã xảy ra, và chúng ta cũng đã công bố phát động cái công việc truyền giáo của chúng ta. Hội Thánh của chúng ta, ngoài cái mục vụ mà chúng ta đã thực hiện theo khải tượng của Đức Chúa Trời, đó là mục vụ chữa lành giải cứu, chúng ta đã thực hiện và thực hiện một cách khá tích cực, mặc dầu nó chưa có được mở rộng ở cái hình thức gọi là quy mô, nó vẫn còn ở trong cái sự mà đơn sơ và thiếu rất nhiều phương tiện. Nhưng mà chúng ta tin rằng khi chúng ta thực hiện theo ý muốn của Đức Chúa Trời, thì chính Đức Chúa Trời là đấng Ngài chịu trách nhiệm về cái sự mà chi phí và chu cấp cho chúng ta, để chúng ta có thể hoàn thành ý muốn của Ngài. Cho nên nếu có cái điều gì mà nó trì hoãn, nó chậm trễ, thì chúng ta cũng hãy coi lại trong nội bộ Hội Thánh của chúng ta. Có phải tất cả các thành viên của Hội Thánh này của chúng ta đã có một cái tấm lòng sẵn sàng để phục vụ cho công việc của Đức Chúa Trời chưa? Có phải tất cả thành viên của chúng ta đã có một tấm lòng sẵn sàng để mà đi ra cho cái sự rao giảng tin lành chưa? Chúng ta có thường nhớ đến cái lời mà Chúa Ngài ban cho
tất cả các con cái Ngài, tất cả những cơ đốc nhân, những bàn chân của kẻ đi rao giảng tin lành là đẹp đẽ biết bao. Chúng ta có thích cái bàn chân đẹp đẽ đó không? Chúng ta có thấy đó là một cái điều vinh hạnh cho cuộc đời của chúng ta hay không? Và chúng ta có để cho tất cả những cái sự trì kéo của cuộc đời này, của cơm, của áo, gạo, gạo tiền, của cái ý muốn mà chỉ muốn được an toàn, nó làm cho cái lửa yêu thương của chúng ta nó bị nguội lại, nó làm cho cái mệnh lệnh của Chúa không có còn nóng sốt ở trong chúng ta nữa. Phải không? Chúng ta ngần ngại, chúng ta lưỡng lự khi chúng ta đi ra. Mỗi khi chúng ta nghe nhắc nhở về mạng lệnh Chúa thì lòng ta cũng có một cái điều gì đó, nhưng mà rồi sau đó chúng ta lại để cho nó trôi đi giống như cái củ khoai lang trôi dòng. Và cái đề tài mà hôm nay tôi muốn chia sẻ cho hội thánh đó là mang tên là vũ khí của chúng ta. Khi chúng ta đã có một cái ý định và chúng ta đã bắt đầu muốn lên một cái kế hoạch để truyền giáo thì có nghĩa là chúng ta bắt đầu khai chiến với vua cầm quyền giống không trung này, khai chiến với Satan, với cái thế giới tối tăm này cùng cái bè lũ tà linh, ác linh và quê linh của nó. Là vì sao? Truyền giáo có nghĩa là gì? Không phải là chúng ta đi truyền bá một cái giáo lý như những cái tôn giáo khác, nhưng mà truyền giáo ở trong cơ đốc giáo nó có một cái ý nghĩa rất là đặc biệt và những cái tôn giáo khác không có. Những tôn giáo khác họ chỉ đi truyền bá những cái lý thuyết, cái triết thuyết của họ để gọi là những cái giáo lý để rồi đưa người ta vào một tôn giáo. Nhưng mà cơ đốc giáo của chúng ta không phải là tôn giáo. Cơ đốc giáo của chúng ta là phúc âm, là tin lành của Đức Chúa Trời, là thông điệp của Ngài gửi đến cho chúng ta. Và chúng ta thấy sứ đồ Phaolô nói trong công vụ sứ đồ đoạn 1 câu 16: tin lành là quyền năng của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin. Tin lành là quyền năng của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin. Tin lành không phải là một tôn giáo. Và từ khi Chúa Giêsu đến cái thế giới này, trong mục đích cao cả của Ngài là để cứu chuộc nhân loại, trong đó chúng ta đang là những người được cứu chuộc, chúng ta đang ở đây, thì chúng ta phải biết rằng cái trận chiến thuộc linh nó đã bắt đầu. Từ khi Chúa Giêsu đến, từ khi Ngài chỉ còn là một hài nhi nằm trong má cỏ, thì Satan nó đã tìm mọi cách để nó muốn bóp chết Ngài từ trong trứng nước, bóp chết kế hoạch của Đức Chúa Trời từ trong trứng nước. Nhưng mà chúng ta thấy rằng Satan đã hoàn toàn đại bại khi nó tưởng rằng nó đã sắp hạ gục Chúa Giêsu và đóng đinh Chúa Giêsu vào thập tự giá. Thì đó cũng chính là lúc Chúa Giêsu dùng thập tự giá mà chiến thắng chúng và bêu nhục chúng ra giữa thiên hạ. Nó không còn quyền lực gì đối với tất cả những người thuộc về Chúa Giêsu. Nhưng mà Satan vẫn còn có quyền hành động ở trên đất này. Và đó là lý do mà tới giờ này chúng ta phải biết và phải tỉnh thức rằng chúng ta đang ở trong một trận chiến thuộc linh. Dầu chúng ta muốn hay là không muốn, dầu chúng ta biết hay là không biết, thì trận chiến ấy vẫn diễn ra. Và chúng ta phải biết rằng như Kinh Thánh đã cho chúng ta biết, ma quỷ là kẻ thù nghịch của anh em. Ngày đêm nó rình rập chung quanh anh em để tìm người để mà cắn nuốt. Như vậy thì mình thấy đây là một sự thật. Chúng ta có một kẻ thù trong cuộc chiến này. Kẻ thù của chúng ta, đối tượng chiến tranh của chúng ta chính là Satan và bè lũ ác linh, tà linh và uế linh của nó. Đó là một điều mà chúng ta không thể chối cãi. Và chính trong Phi-e-rơ nhất đã khuyên chúng ta rằng hãy tiết độ và tỉnh thức, hãy tiết độ và thức canh. Chúng ta phải thức canh như một người lính trầm. Là vì kẻ thù nghịch của chúng ta, chúng ta đừng nghĩ rằng nó những cái kẻ mà nó rình mò chung quanh chúng ta như vậy thì có lẽ là nó không có năng lực.
nó không thể đường đường công khai và nó giết, cướp giết và hủy diệt chúng ta một cách dễ dàng, là vì nó đã bại trận ở dưới tay của Chúa Giêsu. Nhưng mà chúng ta đừng coi thường nó, đừng coi thường nó. Những ai coi thường nó và không có cái sự cảnh giác kinh phật căn phòng, không đi theo những cái sự hướng dẫn và dạy dỗ của Đức Thánh Linh để mà chúng ta có thể chiến đấu và chiến thắng như một người lính, thì chắc chắn rằng có thể lúc nào đó chúng ta sẽ bị chúng bắt làm tù binh đấy. Và đã có rất nhiều những Cơ Đốc nhân hiện nay đang là tù binh của Satan. Như vậy chúng ta biết rằng để mà chúng ta có thể thực hiện cái sự chiến đấu của chúng ta một cách hiệu quả ở trong cái trận chiến thuộc linh này, thì chúng ta cần phải có những cái vũ khí cần thiết. Chúng ta ở tại mọi quốc gia trên đất này để bảo vệ cái nền an ninh của quốc gia mình, thì luôn luôn có chế độ quốc phòng, luôn luôn có quân đội, và quân đội được trang bị bằng tất cả những cái khí cụ chiến tranh, những cái vũ khí tấn công, những cái khí cụ để bảo vệ, và là quân trang quân dụng. Một người lính phải khi mà đi vào quân trường thì được cung cấp cho tất cả những cái điều đó, đó là quân trang quân dụng và những cái vũ khí để vừa bảo vệ mà vừa tấn công quân thù. Và chúng ta là những Cơ Đốc nhân, là những cái người đang chiến đấu trong trận chiến thuộc linh này dưới sự lãnh đạo của Đức Thánh Linh. Chúng ta cũng không đi ra ngoài những cái thông lệ đó, bắt buộc chúng ta phải được trang bị những cái vũ khí cần thiết để chúng ta chiến đấu. Không có thể ai chiến đấu bằng hai tay không, bằng cái mình trần, nhưng mà phải có vũ khí. Ở cuộc đời này chúng ta chiến đấu với con người, giữa người và người như thế nào, thì ở trong trận chiến thuộc linh chúng ta cũng chiến đấu như vậy. Cả hai bên đều có quân đội, cả hai bên đều có trang bị vũ khí cả. Và chúng ta đã học ở trong Ê-phê-sô đoạn 6 và chúng ta thấy như thế nào. Cái cuộc chiến tranh này là một cái cuộc chiến tranh mà nếu chúng ta lầm lẫn thì chúng ta có thể làm tổn hại tới những cái đối tượng mà chúng ta lầm tưởng họ là kẻ đối địch với chúng ta, là kẻ thù của chúng ta. Nhiều khi chúng ta bắn nhầm vào những người thân của chúng ta nữa. Trong Ê-phê-sô đoạn 6 và câu 12 nói rằng chúng ta chiến đấu chẳng phải bởi thịt và huyết. Chúng ta chiến đấu không phải bởi thịt và huyết nhưng mà chúng ta đang chiến đấu với tất cả các thế quyền, tất cả các thế quyền, tất cả các quyền thống trị, các thế lực và các kẻ nắm quyền bá chủ của thế gian mờ tối này. Chưa hết, còn lại còn các thần dữ ở các miền ở trên trời. Đó là cái điều mà Cơ Đốc nhân của chúng ta phải nghĩa là nhìn thấy được những cái gì đang xảy ra xung quanh chúng ta. Những gì đang xảy ra xung quanh chúng ta, những cái quyền thống trị chúng ta thấy nó đang áp lực ở trên đời sống chung, mà ngay cả Cơ Đốc nhân của chúng ta, khi chúng ta ở trong hệ thống chiều ngang này, chúng ta vẫn bị áp lực như thường, mặc dầu chúng ta có danh sách là công dân ở trên trời. Cũng như một người giàu là đại sứ đi qua các quốc gia khác được bảo vệ bởi những cái công ước quốc tế, nhưng họ vẫn phải chịu áp lực của những cái văn hóa phong tục và pháp luật của quốc gia đó vậy. Và nếu chúng ta với cái con người riêng yếu đuối này thì chúng ta chẳng có thể nào mà có thể chống lại. Chúng ta không thể dùng cái trí năng này, cái sức lực này, cái cơ bắp này để mà chống lại ở trong cái linh trận đó. Nhưng mà Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng chúng ta phải mang mọi thứ khí giới của Đức Chúa Trời, để rồi ở trong ngày tai họa thì anh em mới có thể chống cự lại, và sau khi đã chiến thắng rồi thì anh em mới được đứng vững. Và Kinh Thánh cũng cho biết rằng những cái vũ khí mà chúng ta dùng đó, nó không phải như những cái vũ khí mà chúng ta đã dùng thông thường đối với con người. Hãy thắt lưng bằng gì? Hãy thắt lưng bằng lẽ thật.
mặc áo giáp bằng sự công chính, mang giày bằng sự sẵn sàng của tin lành bình an, luôn luôn lấy đức tin làm thuẫn để dập tắt mọi tên lửa của kẻ dữ, đội mũ của sự cứu rỗi và cầm gương của thánh linh là lời của Đức Chúa Trời. Đó là những cái vũ khí thuộc linh mà trong Ê-phê-sô đã bày tỏ cho chúng ta, để chúng ta thấy rằng một người lính của Đức Chúa Trời, một cơ đốc nhân chân chính cần phải biết, cần phải có và cần phải biết sử dụng tất cả những cái loại vũ khí đó. Và trong những cái vũ khí vừa liệt kê thì chúng ta thấy rằng chính gương thánh linh của Đức Chúa Trời là loại vũ khí dùng để tấn công, dùng để tấn công. Tất cả những cái vũ khí khác thì nó là cái vũ khí để bảo vệ. Thí dụ như là áo giáp của sự công chính, đó là dùng để bảo vệ. Lấy đức tin làm thuẫn để dập tắt tên lửa của kẻ dữ. Thì cái thuẫn này khi ra chiến trận, ngày xưa người lính có cái thuẫn để mà có thể hứng những cung tên, cung thù bắn vào mình. Thì cái thuẫn đó nó cũng là một cái loại quân cụ để mà giúp cho chúng ta có thể phòng thủ và bảo vệ chính bản thân mình ở trong chiến trận. Nhưng mà chúng ta thấy cái vũ khí quan trọng để chúng ta chiến đấu và chúng ta đắc thắng vẫn là gì? Gương của Đức Thánh Linh, đó là lời của Đức Chúa Trời. Amen. Gương của Thánh Linh, đó là lời của Đức Chúa Trời. Và bây giờ chúng ta mở ra Cô-rinh-tô thứ nhì. Cô-rinh-tô thứ nhì, đoạn 10, chương 10 và câu 4, câu 5. Vũ khí chúng tôi dùng để chiến đấu không phải là những vũ khí xác thịt. Chúng ta chú ý bốn chữ vũ khí xác thịt. Mà là quyền năng của Đức Chúa Trời để phá đổ các thành lũy, để đánh hạ các lý luận và mọi sự kiêu căng, chống nghịch lại hay là chống lại sự hiểu biết của Đức Chúa Trời, chống lại sự hiểu biết Đức Chúa Trời và buộc mọi ý tưởng phải thuận phục Đấng Christ. Ông Phaolô nói rằng ông đang dùng những cái loại vũ khí, đang dùng cái loại vũ khí để mà chiến đấu trong cái linh trận này, và ông xác định rằng cái vũ khí này không phải là vũ khí xác thịt. Như thế thì thế nào là cái vũ khí xác thịt? Chúng ta thấy trong những cái cuộc chiến tranh ở trên thế giới này, thì nhất định vị thế chiến thì ngoài cái mà súng ống, dao găm, lựu đạn, Claymore, rồi tới những máy bay B-52 thả bom, tất cả những cái khí cụ đó, những cái khí giới đó, và một số những cái khí giới khác nữa, như là chất độc màu da cam vân vân, là tất cả những cái loại vũ khí để mà có thể tấn công và hủy diệt, để mà có thể như là đắc thắng được cái kẻ địch của mình, đúng không? Thì cái điều đó là những cái vũ khí đó là dành cho cái cuộc chiến giữa con người và con người. Và Phaolô nói đó là những cái vũ khí xác thịt. Nhưng mà nó không phải là cái ý của ông, không phải hoàn toàn ông muốn nói đến những cái dao lâm, dao găm, lựu đạn, mìn Claymore đâu. Nhưng mà chúng ta có rất nhiều những cái vũ khí mà hiện nay các cơ đốc nhân, ngay cả các hội thánh đang chủ trương dùng để mà chiến đấu, mà Phaolô nghĩ rằng đó là cái vũ khí của xác thịt, là vũ khí xác thịt. Thí dụ hội thánh ngày xưa khi mà còn ở trong hầm mộ thì rõ ràng là tôi nghĩ là về tài chính chắc không dồi dào, về an ninh thì lúc nào cũng phải trốn chui trốn nhủi, thờ phượng Chúa, ngợi khen Chúa ở trong các hầm mộ. Nhưng mà mình thấy rằng đó là cái giai đoạn sáng chói của hội thánh đầu tiên, cái giai đoạn mà phải nói là cả những cái vua chúa của La Mã cũng phải lắc đầu, nó các ông làm cho các thành của chúng ta tràn ngập đạo của các ông đó. Những con người đó, những con người mà bị bắt bớ ngày đêm thường xuyên á, dường như là phải trốn trong hầm mộ đó, thật ra đó là những con người đã làm rúng động cả La Mã. Và khi đó thì chẳng có phương tiện truyền thông, chẳng có tài chánh, chẳng có tiền bạc, chẳng có nhà thờ hay là tổ chức gì lớn lao giống như cái thời hiện đại ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta có đầy đủ tất cả mọi phương tiện,
truyền thông rất là tinh vi, và nghĩa là những cái sự tài trợ cho các công cuộc truyền giáo, nghĩa là cái ngân quỹ đó thật là lớn lao, và chúng ta có tiền để chi phí vào mọi cái phương tiện mà chúng ta sử dụng để truyền giáo. Nhưng mà chúng ta thấy thực sự thì cái kết quả truyền giáo của chúng ta, cái tỷ lệ của nó thì chúng ta thấy như thế nào, kết quả nó có đáng để cho chúng ta vui mừng hay không, điều đó chúng ta coi, để rồi chúng ta xét lại rằng tất cả chúng ta đang sử dụng những cái loại vũ khí nào trong cái cuộc chiến trận này. Vì truyền giáo chính là chiến tranh đó. Mà Lê ông Tolstoy nói rằng không có chiến tranh thì không có hòa bình dứt khoát. Và trong cuộc chiến, đặc biệt những cuộc chiến giữa Đức Chúa Trời và Satan, thì chắc chắn là không thể nào có ký hiệp định, không có thể nào thỏa hiệp, không có thể nào là khoan nhượng. Chỉ có chiến đấu và chiến thắng, và chính Chúa Ngài cũng đã định cho chúng ta sẵn cái sự chiến thắng, để rồi chúng ta có thể biết ý muốn của Ngài, và chúng ta an tâm làm tất cả những cái điều cần thiết theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, sử dụng tất cả những cái vũ khí mà Ngài ban cho chúng ta để chiến thắng đó. Và chúng ta thấy rằng ngày hôm nay các hội truyền giáo có thể có rất nhiều tiền bạc và tài chính, và thậm chí người ta dùng cả cái phương tiện tiền bạc để mà muốn đem lại những cái kết quả, có nhiều người vào hội thánh này vân vân. Chúng ta nghe nói ở cái nơi thậm chí còn đi mua chuộc hội thánh này, đi mua chuộc hội thánh khác rồi vân vân và vân vân đó. Chúng ta thấy đó là những cái vũ khí gì đó. Rồi nhiều khi chúng ta ỷ lại vào cái, mặc dầu phương tiện truyền thông ngày hôm nay là một cái điều vô cùng quan trọng, nhưng mà nếu chúng ta thực sự chúng ta coi đó là cái cứu cánh của cái sự truyền giáo, thì tôi e rằng chúng ta cũng có nhiều cái điều thất bại ở trong cái công việc của chúng ta làm. Chúng ta quên mất cái cánh tay quyền năng của Đức Chúa Trời là quan trọng, và chúng ta thường cứ là chú tâm tập trung vào những cái gì mà chúng ta đang có, những cái gì mà chúng ta thấy đang kết quả. Chẳng hạn chúng ta đang làm ra tiền nhiều thì chúng ta coi tiền nó quan trọng. Chúng ta đang truyền thông thành công thì chúng ta coi điều đó là quá quan trọng. Nhưng mà chúng ta quên mất cái bàn tay lãnh đạo của Đức Thánh Linh. Cho nên nó có một cái điều mà tôi nhớ lại ở trong Jeremy đoạn 17 từ câu 5 câu 8 có nói nó có hai điều để rồi chúng ta hoặc là bị nguyền rủa rủa xả, hoặc là chúng ta được phước. Jeremy đoạn 17 và câu 5 đến câu 8. Đáng nguyền rủa thay, đáng nguyền rủa cho những kẻ nhờ cậy loài người, lấy loài xác thịt làm cánh tay, lòng dạ lìa khỏi Đức Giê-hô-va. Và Chúa nói rằng người ấy giống như thạch thảo ở trong hoang mạc, phải sống ở trong cái đồng hoang cằn cỗi trên một cái đất mặn, tức là đất phèn, có dòng ở không thể nào phát triển được. Nhưng mà Chúa nói là phước thay cho những người nhờ cậy Đức Giê-hô-va, lấy Đức Giê-hô-va làm nơi nương tựa của mình. Chúa nói người ấy giống như cây trồng bên bờ suối, đâm rễ theo dòng nước chảy, gặp khi trời nắng cũng chẳng sợ hãi mà lá cứ xanh tươi. Gặp năm hạn há không phải lo gì mà cứ ra trái kết quả không dứt. Amen. Và nếu chúng ta áp dụng cái điều này vào trong cái công việc truyền giáo của chúng ta, thay vì nhờ cậy vào tất cả những phương tiện của loài người, nhờ cậy vào cái sự khôn ngoan của chúng ta, nhờ cậy vào cái tài biện thuyết của chúng ta và tất cả những phương tiện nhưng chúng ta chỉ nhờ cậy Đức Giê-hô-va, lấy Đức Giê-hô-va làm nơi nương tựa của mình. Amen. Thì tôi tin chắc rằng trong cuộc truyền giáo của chúng ta không hề thất bại. Amen. Không hề thất bại. Chúa nói với chúng ta hãy giăng dây cho dài, hãy đóng cọc cho chắc, hãy dương màn nơi chỗ ngươi ở cho nó hoành tráng lên đó, và hãy mở rộng các trại. Chúa không bảo chúng ta thu hẹp, Chúa không bảo chúng ta co cụm. Tôi có thể nói một cái câu nghe nó mới nghe cái vị thánh hư kỳ kỳ. Chúng ta muốn chúng ta lấm đất dành dân, không phải dành dân của ai hết, mà lấm đất của Satan. Chúng ta sẽ lấy hết dân của nó đem về làm dân của mình. Ngày xưa chúng ta cũng phải là dân của Satan chứ nhỉ. Nhưng mà cảm ơn Chúa, chúng ta đã được cứu
và chúng ta đã thoát ra khỏi cái sự cai trị của Satan. Và bây giờ chúng ta thực hiện việc truyền giáo có nghĩa là chúng ta vào nhà của Satan, chúng ta trói kẻ mạnh sức và chúng ta lấy tất cả những gì chúng ta cần lấy. Đó là những linh hồn. Tôi tin rằng ở trong năm này chắc chắn là hội thánh của chúng ta ngay giờ này chưa có những người nhiều, những người sẵn lòng, nhưng mà chắc chắn là trong năm này sẽ có những cái điều mà anh em chúng ta sẽ nhìn thấy rõ công việc của Đức Chúa và Ngài làm cho hội thánh của chúng ta như thế nào. Vì thật ra Ngài muốn tất cả chúng ta trở thành một hội thánh thực sự đi ra và truyền giáo. Ngài muốn chúng ta phải phá bỏ bốn cái bức tường của tổ chức đi để thực sự đi ra. Tâm lòng của chúng ta là tâm lòng đi ra, không phải cái tâm lòng co cụm. Chúng ta không ở trong bốn cái bức tường này để rồi ngày nào cũng ngợi khen thờ phượng Chúa, nhảy nhót và sau khi ra về chấm hết tại đó. Không, Ngài muốn chúng ta thực sự đi ra. Ngài muốn chúng ta thực sự chiến đấu. Trong cuộc chiến này có vũ khí mà các ông dùng đó là không phải là những vũ khí của xác thịt, nhưng mà nó là những vũ khí thuộc linh mà lúc nãy chúng ta có trưng dẫn ở trong Ephesians 6, những vũ khí thuộc linh. Mà điều quan trọng nhất đó là gương thánh linh. Chúng ta phải có gương của thánh linh. Phong cách sử dụng đó là sử dụng lời của Đức Chúa Trời. Vì một khi chúng ta biết lời Đức Chúa Trời, chúng ta biết sử dụng nó, chúng ta công bố nó, thì chính quyền năng của Đức Chúa Trời ở trong lời ấy sẽ được khai phóng và những phép lạ sẽ xảy ra. Amen. Chúng ta không chiến thắng bằng quân đội, chúng ta không chiến thắng bằng bất cứ một cái sức mạnh nào của con người, nhưng mà chúng ta chiến thắng bởi lời của Chúa. Chúng ta nhớ lại cái trận mà Israel lên đánh thành Jericho, đúng là một cái cuộc chiến nó kỳ cục, không có chuẩn bị quân đội rồi cho đông đúc, không có chuẩn bị trang bị cung tên, võ khí rồi ngựa rồi xe bò, xe lúc đó điểm xe tăng, xe bò, không có tổ chức gì hết, mà cứ thế một tuần lễ ngày nào cũng đi vòng vòng về, rồi cuối cùng Chúa dạy cuối cùng hét lên một tiếng thành đổ sụp. Chúng ta thấy cái điều này nó các nhà mà chính trị hay là những quân sư về chính trị họ có thể nào họ nghĩ ra được không? Với cái đầu mà gọi là thông minh, học hỏi nhiều về chính trị, họ có thể lý luận thế nào để mà gọi đây là một cái chiến thuật mà rất là đặc biệt để đem tới sự chiến thắng không? Tôi tin là không có ai có thể suy nghĩ được. Nó dường như là nó rất là vô lý. Thứ nhất là có đức tin là Đức Chúa Trời. Thứ hai, họ cầu nguyện, họ ngợi khen. Thứ ba, họ vâng lời. Và tôi nghĩ rằng, phải nói là tôi quyết chắc rằng chính vì ba cái yếu tố đó mà phép lạ đã xảy ra. Đức tin nơi Đức Chúa Trời, sự cầu nguyện. Chúa nói rõ ràng, nếu mà chúng ta không có đức tin thì có thể nào mà làm hài lòng Đức Chúa Trời không? Không có đức tin không thế nào mà làm hài lòng Đức Chúa Trời. Kinh Thánh nói rõ ràng, vì người nào muốn đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng Ngài thực hữu, thực có. Mà đức tin thì đến bởi sự người ta nghe. Người ta nghe khi lời Chúa được rao giảng. Như vậy rõ ràng, chính rằng đức tin là kết quả của lời Đức Chúa Trời. Và lời Đức Chúa Trời chính là hạt giống để nảy sinh cái cây đức tin trong đời sống chúng ta. Và đức tin là cái sự mở cửa quyền năng của Đức Chúa Trời đầu tiên. Đức tin sẽ giúp chúng ta mở cửa quyền năng của Đức Chúa Trời. Còn nói về sự cầu nguyện, thì cầu nguyện tức là cái sự tương giao với Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy ngày xưa trước khi tin Chúa chúng ta không được tương giao với Đức Chúa Trời. Nhưng mà khi chúng ta tin Chúa rồi, bởi chúng ta tin vào chứng cứu Chúa Giêsu Christ, sự chết và sự sống lại của Ngài. Và chính Chúa Giêsu Christ là đấng trung bảo duy nhất giữa Đức Chúa Trời là loài người. Chính qua Ngài mà chúng ta được giao thông với Đức Chúa Trời, được hiệp thông với Ngài, có một cái mối liên hệ mật thiết đối với Ngài. Và khi chúng ta có mối liên hệ mật thiết với Chúa Trời thì ta cũng ở trong sự bảo vệ của Ngài. Khi một người cầu nguyện thì ma quỷ không thể đến gần. Một người đang cầu nguyện mật thiết với Đức Chúa Trời, ma quỷ không thể đến gần. Và chính cái sự cầu nguyện làm cho cánh tay quyền năng của Đức Chúa Trời chuyển động.
Chúa nói là hãy kêu cầu, ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho các con những việc lớn và khó, là những việc mà các con chưa từng biết, chưa từng kinh nghiệm, chưa từng trải qua. Nhưng trên hết vẫn là sự vâng lời. Ai đã có một người nói rằng cầu nguyện thì tốt đấy, nhưng mà sự vâng lời còn tốt hơn cầu nguyện. Nếu chúng ta cầu nguyện với Đức Chúa Trời, chúng ta xin xỏ luôn điều, nhưng mà chúng ta không vâng lời này, tôi không tin rằng lời đầu cầu nguyện của chúng ta là hiệu quả đâu. Chúng ta phải vâng lời này. Chúa nói là nếu các con ở trong ta và lời ta ở trong các con, thì các con hãy cầu xin mọi điều mình muốn, chắc chắn Chúa sẽ chấp nhận. Chắc chắn Chúa sẽ chấp nhận. Như vậy, nếu chúng ta ở trong Chúa và lời Chúa trong ta có nghĩa là sao? Có nghĩa là chúng ta tích chứa lời Chúa trong lòng, chúng ta tôn trọng lời ấy, chúng ta nghe và làm theo lời ấy, thì lời cầu nguyện của chúng ta luôn luôn được Chúa nhận. Và khi chúng ta mở miệng cầu nguyện thì cánh tay quyền năng của Đức Chúa Trời chuyển động. Và trên hết là sự vâng lời. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng sự vâng lời tốt hơn của lễ, sự nghe theo tốt hơn mở trí. Và chính Chúa Giêsu Ngài đã nêu cho chúng ta một cái gương vâng lời mà không có ai bì kịp. Kinh Thánh chép rằng Ngài đã tự hạ mình xuống vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Chết trên cây thập tự, tới chết trên cây thập tự thì vẫn vâng lời. Hà mất mạng sống nhưng mà là vâng lời Đức Chúa Trời. Và Kinh Thánh cho chúng ta biết chính vì cái điều đó mà Đức Chúa Trời đã đem Chúa Giêsu lên rất cao, ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, để khi nghe đến danh của Đức Chúa Giêsu thì mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, tất cả đều quỳ xuống, mọi lưỡi đều phải xưng Giêsu Christ là Chúa. Như vậy chúng ta thấy cái sự vâng lời là một điều quan trọng. Cho nên cái vũ khí mà Chúa cái vũ khí mà sứ đồ Phaolô dùng đây thì rõ ràng là cái vũ khí phục linh. Mà tôi nói rằng Phaolô nói rằng nó là cái không phải là vũ khí xác thịt mà là quyền năng của Đức Chúa Trời để phá đổ các thành lũy. Quyền năng của Đức Chúa Trời để phá đổ các thành lũy. Các thành lũy này là cái gì? Chúa ban cho chúng ta có một tâm trí, và trong tâm trí nhiều hồi chúng ta thấy nó là tâm trí rối bời. Dường như nó có một cái chiến trường ở trong cái tâm trí của chúng ta. Và ở trong tâm trí chúng ta nó có nhiều cái gì giống như là những cái hẻm cái hốc, cái nơi đó nó tích chứa, nó tồn trữ những cái thứ mà đôi khi nó chẳng có ra gì, nó tạp nhạp trong cuộc đời chúng ta, nhưng mà cái đó nó quyết định cho cuộc đời của chúng ta. Cho nên nếu chúng ta du nhập những cái điều mà tâm tối thuộc về thế gian này, những cái tư tưởng mà chống nghịch lại Đức Chúa Trời, từ ngày này qua ngày khác, thì nó có một cái sự tồn động lại vào những cái hố sâu đó, gọi là những cái thành lũy. Mà ở đây sứ đồ Phaolô nói là sứ đồ Phaolô sử dụng cái vũ khí là quyền năng của Đức Chúa Trời, là ông bước đi trong quyền năng của Đức Chúa Trời. Cách nói khác, để làm gì? Để mà đạp đổ, phá đổ các thành lũy, tức là những cái gì mà nó đóng chắc, đóng sâu ở trong cái tâm trí của mình. Cũng như mình suy nghĩ là mùng 5, 14, 23 đi chơi công việc nữa là đi buôn. Từ đời ông cố ông dạy cho ông nội mình dạy cho ông cha mình, rồi cha mình dạy cho mình, rồi cái rồi tiếp tục mình dạy cho cháu, cho chắc, cho chiếc cứ thế mà truyền. Cho nên nó trở thành những cái gì gọi là thành lũy hay là đồn lũy trong tâm trí chúng ta mà không thể gột sạch được. Chỉ có lời của Đức Chúa Trời là lời của sự sáng thì mới có thể đẩy lùi đi và đập vỡ những cái thành lũy đó mà thôi. Còn ngoài ra chúng ta sẽ sống suốt đời với tất cả những cái gì mà gọi là cái thành lũy. Đó là những cái định kiến mà chúng ta không hề thay đổi được. Những cái thành kiến, định kiến ở trong đầu chúng ta, nó dường như nó có sẵn từ đời ông, đời cha, và nó cứ thế mà nó tiếp tục đó. Nhưng mà Phaolô đang sử dụng quyền năng của Đức Chúa Trời để phá đổ những cái thành lũy này. Những thành lũy đó là gì? Là những cái mà lý luận, cái lý luận của con người. Chúa ban cho con người ta có cái lý trí và biết lý luận, đó không phải là điều tội lỗi. Ví dụ về phương diện khoa học, những cái gì về hữu hình, chúng ta cần phải có cái sự lý luận, phân tích để rồi đi đến những cái kết luận hợp lý. Tuy nhiên,
cái lý luận của con người nó đi kèm, nó song song với cái tấm lòng kiêu ngạo. Mà sự kiêu ngạo là chống nghịch lại với Đức Chúa Trời. Kiêu ngạo nó đi ngược lại với sự hiểu biết Đức Chúa Trời. Con người khiêm nhường rất dễ dàng hiểu biết được ý tưởng của Đức Chúa Trời, nhưng mà con người kiêu ngạo thì quay mặt với sự hiểu biết đó. Cho nên những cái mà lý luận của con người chúng ta, khi chúng ta sống trong xác thịt của cái con người kiêu ngạo này, nó chính là cái thành lũy mà cần phải được phá đổ. Đó là thành lũy cần phải được phá đổ. Nó và mọi cái sự kiêu căng để chống lại sự hiểu biết của Đức Chúa Trời là những cái gì mà phải được loại bỏ ra khỏi đời sống của cơ đốc nhân. Nếu không thì chúng ta cứ tiếp tục như những người đi lầm mò trong đêm tối. Chúng ta mang danh là con cái của sự sáng, nhưng mà rồi Satan nó đeo cho chúng ta những cái kiến, những cái kiến mà kiến màu. Tôi đã từng có mấy lần là bị lừa rồi. Vợ tôi lại khi đi xa cái vợ tôi lại nói thôi anh chồng nó kiến và đi cho nó khỏi bụi. Nhưng mà rồi tôi lại quên mất vì mình không có thường, không có đeo. Thế là tôi đi buổi chiều hôm đấy đi lên lên Bến Tre. Đúng là cái lúc đó trời nó còn sáng thôi, nhưng mà tôi thấy trời tới giờ này mà mình còn ở đây, trời cũng chẳng vạn rồi, như thế thì chừng nào mới đi tới. Tôi cảm thấy bà xã mình lái xe quá chậm, bà đi một chiếc và tôi đi một chiếc. Nhưng mà cuối cùng thì tôi nhớ sức mạnh cái kiếm tôi trên xuống. Không, trời vẫn còn sớm. Đó, mà Satan nó thường đeo mình vào kiếm đó, một khi cái tâm lòng mình đầy cái sự kiêu ngạo. Thì bởi vậy cho nên Kinh Thánh nói rằng Chúa đời này là mù lòng của chúng ta, là mù cái con mắt lòng của chúng ta. Nó đeo cái kiếm vào con mắt lòng của chúng ta. Chúng ta nói trời ơi, đi vào phòng mạch bác sĩ nó bác sĩ ơi, cái phòng mạch gì mà nó tốt thui vậy. Ông bác sĩ nhìn nhìn nó, cậu lấy kiếm xuống vậy. Lấy kiếm xuống, thấy sáng bình thường. Sáng bình thường. Đó. Như thế thì chúng ta thấy rằng nó có ba điều mà tất cả chúng ta là những cơ đốc nhân, chúng ta phải lấy đó là ba điều cốt yếu, chủ lực và cốt yếu, để rồi chúng ta có thể bước đi trong quyền năng của Đức Chúa Trời, hay là chúng ta có thể sử dụng quyền năng của Ngài để đem lại những cái hiệu quả nhất định trong cái cuộc chiến đấu này, đem lại cái sự tất thắng. Và cái điều đó thứ nhất là đức tin chúng ta đặt để nơi Đức Chúa Trời. Đức tin chúng ta đặt để nơi Đức Chúa Giêsu Christ và những công việc mà Ngài đã hoàn tất trên đất này cho tất cả chúng ta. Rồi, điều thứ hai là đời sống cầu nguyện của chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời. Đời sống cầu nguyện của chúng ta, đó là điều quan trọng. Chúng ta nhớ rằng lời cầu nguyện của một con người đầy dẫy đức tin, của một con người vâng lời Đức Chúa Trời, lời cầu nguyện nó sẽ lay động cánh tay quyền năng của Ngài. Và Đức Chúa Trời này sẽ hành động. Ngài sẽ đánh trận cho chúng ta. Đó. Trong trận Jericho thật ra thì không có một người lính nào đánh lại quân thù cả, đúng không? Nhưng mà rồi tự thành đó bị phá đổ, thì chúng ta phải biết rằng chính Đức Chúa Trời là đấng Ngài đã hành động trong chúng ta. Đức Chúa Trời là đấng Ngài đã thể hiện quyền năng qua cánh tay quyền năng của Ngài và đem chúng ta tới sự chiến thắng. Đó, nếu chúng ta đặt để đức tin nơi Ngài, nếu chúng ta có một cái mối liên hệ mật thiết với Ngài và không để bất cứ một điều gì tách rời. Đó. Cũng như mình thấy rằng Kinh Thánh cho chúng ta biết là không có một cái điều gì ở trên thế giới này, không có bất cứ một cái thế lực nào có thể phân rẽ chúng ta ra khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ Chúa chúng ta. Một khi chúng ta có một mối liên hệ mật thiết với Đức Chúa Trời như vậy, tức là chúng ta luôn luôn ở trong sự yêu thương của Ngài và không có điều gì phân rẽ chúng ta, tách rẽ chúng ta ra với Ngài. Chắc chắn ta nói rằng tôi sẽ sống. Đó. Và cái điều mà cuối cùng và cao hơn hết đó là cái sự vâng lời. Đó là một điều nó quá khó khi một con người chúng ta chỉ đặt cái tôi mình làm trung tâm. Chúng ta không cách nào vâng lời Chúa Trời. Chúng ta chỉ có vâng lời Chúa Trời khi chúng ta bằng lòng hạ mình và đặt Ngài lên ngôi cao trên đời sống. Đó. Và nếu chúng ta không có đức tin thì chúng ta cũng không thể vâng lời. Chính vì đức tin ở nơi Ngài, và đức tin đó không phải là một cái đức tin mà giống như một người đứng trên đỉnh núi và nó lấy hết đức tin, họ xác quyết rằng nhảy xuống thì Chúa sẽ đỡ.
Chúa không hề phán điều đó. Kinh Thánh không có chỗ nào nói điều đó. Họ nhảy xuống và họ chết luôn. À, tôi muốn nói tới một cái đức tin đặt trên nền tảng là lời của Đức Chúa Trời. Đó là đức tin thật. Đó là đức tin mà phải có sự trả lời, phải có sự đáp lời. Đức tin để sống cầu nguyện và sự vâng lời. Ba điều, đó là ba điều chủ lực để rồi nó nối kết với nhau và nó đem chúng ta vào cái việc sử dụng quyền năng của Chúa Trời một cách kết quả, hay là chúng ta bước đi trong quyền năng đó và đem lại những cái kết quả tốt đẹp cho nhà Chúa, và chúng ta sẽ làm đúng như những cái gì mà Đức Chúa Trời Ngài đã nói, Ngài ban cho chúng ta sự đắc thắng nhờ Chúa Giêsu Christ. Thế chúng ta không làm gì cả thì chúng ta có nhận được sự đắc thắng hay không? Không. Cho nên buổi chiều hôm nay tôi khích lệ chính mình thôi, khích lệ cho tất cả các anh em, một năm mới chúng ta hãy bỏ đi tất cả những cái sự trì kéo thuộc về xác thịt của chúng ta. Những cái điều đó nó không đem chúng ta đến sự sống, những điều đó nó không cho chúng ta một cái sự đắc thắng nào cả, nhất là trong cái trận chiến thuộc linh này. Nhưng mà chúng ta hãy nhớ tới tất cả những cái lời hứa của Đức Chúa Trời. Thứ nhất, chúng ta phải trang bị cho mình mọi thứ khí giới cần thiết để trong ngày tai họa chúng ta có thể tự định. Khi mà chúng ta đã chiến thắng rồi thì chúng ta được đứng vững. Thứ hai, bởi vì chúng ta đã trung tín và bước đi theo Đức Chúa Trời, và chúng ta được cái sự hướng dẫn, dẫn dắt của Đức Thánh Linh, sự lãnh đạo của Ngài, và chúng ta biết chắc rằng điều gì chúng ta sẽ nhận được, chúng ta biết chắc rằng cái cuộc thắng, cái cuộc chiến này, phần thắng đã nghiêng về ai. Cho nên vấn đề của chúng ta là chỉ tích cực để rồi cái công việc của Chúa nó mau hoàn thành ở trên đất này. Cho nên tôi mong muốn rằng chúng ta sẽ vượt ra tất cả những cái gì nó làm cho chúng ta phải lui đi, những cái gì làm cho chúng ta đứng lại, những gì nó làm cho tắt cái ngọn lửa nó đã bừng lên cho chúng ta, những gì nó làm cho chúng ta lưỡng lự và dùng dàn trước mệnh lệnh của Chúa, hãy đi khắp nơi để rao giảng tin lành. Chúng ta sẽ bứt phá và chúng ta được tự do bước đi trong sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, trong lời của Đức Chúa Trời. Và chúng ta nhớ rằng một trong những cái vũ khí chiến đấu lợi hại nhất của chúng ta đó là gì? Đó là gương Thánh Linh, là lời của Đức Chúa Trời. Và ma quỷ nó run sợ những con người có lời Đức Chúa Trời, và nó lại run sợ hơn nữa những con người vâng phục Đức Chúa Trời, tức là nghe và làm theo lời Đức Chúa Trời. Và chúng ta phải hiểu một điều nữa, vâng phục chính là năng quyền, vâng phục chính là uy quyền. Những con người ma có thể mặc lấy uy quyền của Đức Chúa Trời mà hành động, đó là những con người biết quỳ gối vâng phục trước mình, chứ không phải là những con người mà ỷ vào những cái lý luận, những khả năng của mình. Không, không hề. Chính những con người vâng phục là những con người mặc lấy áo uy quyền của Đức Chúa Trời. Những cái người công an mà có thể đứng ra mà hành sự ở các ngã tư là những con người đã vâng phục bộ công an. Họ đã vâng phục trong các nội quy, trong tất cả những cái điều mà bộ công an giao cho. Chính vì vậy họ mới được quyền đứng ra và hành xử cái vấn đề giao thông. Chứ không những con người mà ngang bướng làm ngược lại thì đó là những con người không được sử dụng. Cho nên chúng ta phải hiểu, nếu chúng ta muốn được Đức Chúa Trời sử dụng như những người lính giỏi ở trong cái cuộc chiến thuộc linh này, thì chúng ta hãy có ba điều đó. Và trên hết, đức tin, sự cầu nguyện, vâng lời, thì vâng lời là cái điều mà cao hơn hết. Chúng ta hãy cầu nguyện, xin Chúa cho chúng ta có một sự khiêm nhường hạ mình, luôn luôn vâng lời Ngài, để rồi chúng ta mặc lấy uy quyền của Ngài mà hành sự. Như Chúa đã nói, ta đã ban cho các con quyền dày đạp rắn và bò cạp và mọi quyền của kẻ nghịch trên dưới chân, không gì làm tổn hại các con. Chúa ban phước cho hết thảy này chúng ta sẽ bước đi một cách mới ở trong Chúa. Những ngày tới là những ngày chúng ta đừng để cơm áo gạo tiền, đừng để những cái điều mà phiền toái, những cái tội lỗi vương vấn nó lại cứ tiếp tục nó trì kéo cuộc sống của chúng ta. Hãy bước đi một cách mới trong Thánh Linh, bước đi và chiến đấu và biết rằng sự đắc thắng thuộc về chúng ta, thì chính Chúa Ngài đã định sẵn cho chúng ta trong cuộc chiến này. Amen.